tay mấy tay mẹ nắm giữ tay mấy tập ui ui da đau cơ đi chơi cái gì hết khoan nắm giữ tay tay hả nắm tàu nắm tàu nắm tàu nắm tàu à cái mặt hớn hở kìa em cười đi nói em cười đi rồi tiếp tục chơi cái trò mới á con trò chơi mới bữa nay cho nó khỏe khỏe đi chứ nay nó đừ quá.